Anh khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh hai từ khi nhắc đến gợi cho chúng ta bao hình dung về sự tàn khốc, ác liệt và chia ly. Với thế hệ đã tham gia vào những cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam, đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc thì sức mạnh để vượt qua những năm tháng đau thương mất mát đó chính là lý tưởng sống cao đẹp là tình yêu tổ quốc và tình yêu đôi lứa trong sáng thiêng liêng họ đã viết nên những mối tình đi cùng năm tháng để mỗi khi nhắc lại chúng ta lại càng trân trọng thêm tin vào tình yêu và những điều đẹp đẽ trong cuộc sống trong buổi tối ngày hôm nay anh khôi xin gửi tới quý vị một câu chuyện tình yêu thời chiến của một sĩ quan cấp úy với vợ người phụ nữ mà ông vô cùng yêu thương trân trọng câu chuyện chắc chắn sẽ đem đến cho bạn nhiều cảm xúc sau đây mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên tình yêu thời chiến tác giả vũ thảo ngọc qua sự thể hiện của giọng đọc anh khôi Bây giờ ông đã vào tuổi 80 Bà vợ vào tuổi 70 Nhưng điện thoại gọi cho nhau vẫn ngọt mềm Em à Anh nhà Giọng ông ngọt Có phần quyến rũ Tôi nghe Và thấy lạ Ồ Chả lẽ Ở tuổi này Thấy tôi giấu nụ cười khi nghe ông gọi điện thoại Ông bảo Cô cười cũng đúng mà cũng không đúng. Vì giả như chúng tôi bây giờ không giống già của các cụ đầu thế kỷ 20 nhé. Có thể ai đó cười tôi như cô cười tôi, nhưng không sao. Chúng tôi khác họ cô ạ. À. Thế kỷ 21 rồi. Cái đặc tính nông dân và phong kiến cổ hủ nó đã bỏ xa thế hệ bây giờ cô ạ. À. Với lại, 18 tuổi non, tôi đã được sang Trung Hoa ăn học. Người ta học 4 năm thì về nước đi làm, còn tôi lại phải học 2 năm nữa để phục vụ quân đội và vì sao đến giờ này chúng tôi không thay thế gọi là ông ơi bà ơi mà vẫn anh và em là có lý do đó cô tôi kể cho cô nghe một chi tiết đó thôi chứ cuộc đời tôi có thể viết được cuốn tiểu thuyết dày dặn với nhiều khúc đoạn bi hài đau đớn lắm đấy chứ đừng nhìn chúng tôi hiện nay thì cuộc đời như ý quá ông nói rồi cười sảng khoái chất giọng miền trung còn lưu lại trong giọng nói của ông vì khi mới năm tuổi ông đã theo cha trong đoàn ra bắc tập kết nên cái chất giọng miền trung của ông hầu như ít thay đổi cái chất giọng có phần luyến láy kia khiến cho âm sắc giọng nói của ông thật hấp dẫn và tôi chợt thấy giọng nói ấy có sức mạnh ghê gớm nó như thêm một lần quyến rũ ở cái tuổi xưa nay hiếm ấy của ông tôi ngồi lặng nghe ông kể về cuộc đời không như ý của ông trong một buổi chiều nắng to nhưng có gió biển rất lộng vì đang vào cứ con nước ở hòn đảo có tên ngọc vừng rất đẹp của vùng biển đông bắc giọng ông vẫn như lời tâm sự dù gì đâu đó dù ngoài kia phía rừng dương trên bãi cát trắng mịn ở đảo ngọc vừng gió vẫn lồng lộng bãi biển cát trắng phau sạch và gợi cho ta về những gì là êm ả nhất cái ánh sáng của cát trắng lóe lên như một tấm gương khổng lồ khiến cho ai đó ngồi bên bãi biển khuất nẻo này thêm những ý nghĩ mới có lẽ thế mà dù mới biết ông qua những công việc liên quan và một cuộc hội thảo thì ông đã coi tôi như một người bạn vong niên hiểu chuyện và ông không ngần ngại kể với tôi về một phần cuộc đời lính tráng của ông khi học xong tôi về nước thì vừa giải phóng miền bắc khỏi chế độ thực dân pháp công việc của các anh đo đạc nó cũng chả quan trọng lắm nhưng là đo đạc quân sự thì không hề nhẹ nhàng tí nào nhất là khi ấy nước ta đang ở giai đoạn vừa chiến tranh, vừa xây dựng tái thiết đất nước. Vì thế mà, vợ tôi đã sinh con trai đầu lòng được ba tuổi, tôi mới có dịp về phép thăm gia đình. Ngày đầu tiên gặp con, nó nhìn tôi như người xa lạ. Mẹ nó nói, bố con đó, nó vẫn nép vào mẹ không chịu cho tôi ấm. Tôi chịu chết, không bế nó được tí nào trong ngày đầu tiên về nhà ấy. Rồi vẫn cứ xa nhau biền biệt khắc khoải xa cách bức bối tôi nghĩ mãi và tìm cách để chuyển vợ con ra hà nội để thuận tiện với điều kiện công việc lính tráng của tôi cũng như lâu dài cho vợ con sum họp nhưng không hề dễ như mình nghĩ liên hệ được nơi nhận thì lại vướng ở nơi cho đi những tưởng vợ bộ đội thì họ sẽ giải quyết cho vợ chuyển công tác đi ngay để hợp lý hóa gia đình nhưng ông thủ trưởng ông ấy nhất định không ở hà nội một người bạn đã giúp cho tôi để chuyển vợ ra và giờ tôi phải lo để phía cơ quan vợ đồng ý là chuyển ra ngay biết là cơ quan mới người ta cũng không thể chờ lâu đâu tôi cũng nói nhỏ với người bạn cho tôi thời gian một tháng là đủ thời gian để lo công việc chuyển đổi đó thôi vì điều kiện thời chiến từ hà nội về quảng bình là chặng đường không thể đi nhanh được thế là tôi cắt phép năm theo chế độ rồi khoác ba lô ra tàu hỏa mấy ngày nằm trên cái tàu chợ đùng đỉnh ấy tôi mường tượng viễn cảnh thuận lợi khi đến đề đạt với thủ trưởng của vợ chắc ông ta sẽ giải quyết êm đẹp thôi nhưng vẫn vẩn vơ nghĩ một tháng cũng không dài nên cơ quan cô ấy càng giải quyết nhanh thì mình càng thuận lợi đưa hồ sơ về cơ quan mới ngoài hà nội chứ họ đùng đỉnh thì một tháng không giải quyết được điều gì lỡ cơ hội chuyển vợ ra cơ quan mới cũng may quãng đường xa lắc lơ đi dưới trời đầy bom đạn ấy tôi đã về đến nhà an toàn và ngày đầu tiên nghỉ ngơi với vợ con xong xuôi thì ngày thứ hai tôi cùng vợ ra cơ quan cô ấy gặp gỡ đồng nghiệp của cô ấy ở cơ quan và gặp riêng thủ trưởng cô ấy ông thủ trưởng của cô ấy người gầy cặp môi hơi to với khuôn mặt cũng thô. Dỗ Huê, một gương mặt có tí dị tướng, vốn từng có thời gian ở Trung Hoa dài dài, nên tôi cũng có đáo qua những cuốn sách nho y lý số, đến tử vi, bát quái. Nên nhìn gương mặt thủ trưởng vợ tôi, là tôi bỗng ngờ ngợ có một điều bất an. Anh thủ trưởng ấy tên đầy đủ là quách tiến lên. Cái tên nghe đã có vẻ rất nhiều mong mỏi của phụ thân phụ mẫu sinh ra anh ta rồi. Tôi loáng thoáng lướt qua hình hài anh ý, để cố gắng tập trung vào công việc vô cùng khó khăn. Xin cho cô vân vợ tôi, làm nhân viên kế toán tổng hợp của cơ quan ấy theo chồng về Hà Nội mà thôi. Anh ý cũng rất vồn vã tiếp tôi. Giọng anh ý đầy sảng khoái, nghe thôi đã đầy tin tưởng mọi nhé sẽ tốt đẹp. Ôi quý hóa quá, hóa ra chồng cô vân đã là sĩ quan cấp úy tôi có nghe nhưng chưa có dịp được gặp anh vâng chuyện anh đề đạt chuyển cô vân đi để hợp lý hóa gia đình có gì đâu mọi việc đơn giản thôi anh ạ à. tôi cứ tiếp nhận đề đạt của anh chị ở đây tôi sẽ yêu cầu tổ chức cơ quan tìm ngay người làm công việc thay thế cho cô vân công việc cũng không có gì đâu nhưng vẫn có người thay thế cứng cáp tôi mới yên tâm mà cô vân đi cũng yên tâm phải không cô vân vợ tôi nhanh nhảu đáp vâng thủ trưởng nguyện vọng của nhà em thủ trưởng đã rõ rồi rất mong thủ trưởng giúp cho chúng em đạt nguyện vọng sớm ạ à. trước tiên chúng em cứ cảm ơn thủ trưởng đã tạo điều kiện giúp chúng em ạ à. có gì đâu anh chị yên tâm ở tôi đi nghe ông thủ trưởng vợ nói thế chúng tôi nhìn nhau và vui như mở cờ trong bụng. Riêng tôi mừng dơn vì cái hạn một tháng kia sẽ không bị đình trệ lại, sẽ thuận lợi cho vợ cho tôi quá. Tuần thứ nhất qua đi, vợ về vẫn nói, ông thủ trưởng chưa cho đi, vì chưa tìm được người thay thế. Tôi bảo, ừ mình chờ, vẫn còn thời gian mà. Tuần thứ hai qua đi, vợ vẫn nói những lời như tuần thứ nhất tuần thứ ba vẫn không thay đổi lời động viên đầy tinh thần đồng đội của ông thủ trưởng đến lúc này tôi đã bắt đầu hoang mang ngắm nhìn lại vợ mình cô ấy không sắc nước hương trời nhưng cô ấy có duyên gương mặt phúc hậu hẽ miệng cười đã thấy cả một trời tươi vui lòng tôi nhen lên một nỗi mơ hồ hay là hay là có lẽ nào có lẽ nào vì tôi xa nhà biển biệt. Vợ có chửa cũng không biết. Vợ chửa con gái hay con trai cũng không biết. Khi con đã miệng ăn, chân chạy của một thằng bé lên ba mới biết mình được làm cha. Hỏi rằng cô ấy, cô ấy, liệu cô ấy có ai ngoài tôi không? Lòng tôi như lửa đốt. Bữa đó vợ đi làm về, cơm nước xong xuôi. Tôi thân mật với vợ hơn chút xíu, rồi ướm hỏi cô ấy. Em này, có gì hở anh sao hôm nay anh lại tỏ ra ngập ngừng khách sáo gì vậy chả là là gì anh nói em nghe đi nào anh hỏi thật cái anh thủ trưởng của em anh ấy tốt mà nhưng sao tốt mà đề đạt của vợ chồng mình sắp đến hết thời gian cho phép rồi mà anh vẫn không giải quyết không anh bên phòng tổ chức vẫn đang tìm người thay thế em mà chưa có thôi ạ à có là các anh cho em đi liền. Anh chả tin. Không, anh phải tin chứ. Anh ý tốt mà. Tôi không nói thêm câu nào nữa. Cô ấy thấy tôi im lặng, thì cũng sợ tôi nổi giận sau đó. Và cô ôm ấp tôi, như xoa dịu cơn nóng của tôi. Nhưng cái đầu tôi lúc đó đâu có nghĩ đến ân ái. Tôi chỉ nghĩ làm sao giải quyết được công việc cho mau mà trả phép và ổn định công việc của cái gia đình bé xíu của chúng tôi thế rồi tôi cũng thiếp ngủ đi lúc nào không biết sáng sau vợ tôi đã đi làm tôi cũng trình tề quân phục đạp xe ra cơ quan vợ người đầu tiên tôi ghé là ông già vừa nhận làm bảo vệ cơ quan vừa có quán bán nước chè chén thuốc lào ngay cổng cơ quan chuyện cho một lúc thì ông già biết tôi là ai ông bảo O Vân làm việc tốt lắm. Vợ bộ đội mà. Nên việc nào cũng đâu ra đấy. Cô ấy có duyên. Chồng đi xa biển biệt. Nhưng chả có điều tiếng gì đâu. Chứ vợ bộ đội ở trong đây dạo này. Cũng đã có cô hư thân mất nết rồi đó anh ạ. À. Nhiều chuyện dở cười. Dở khóc. Có người đã phải ly thân. Ly hôn. Anh may mắn đó. Có cô Vân quá ư chỉn chu. Thấy ông thao thao tôi cắt lời vâng cảm ơn ông tôi cũng biết mình đi xa nhà suốt hậu phương chỉ mỗi vợ phải lo chu toàn cả đôi bên nội ngoại nếu cô ấy có lỡ lầm gì đó thì cũng đành chịu thôi ông ông già xua tay rối rít không không phải thế anh ơi riêng cô vân thì anh cứ yên tâm đi cô ấy còn làm trưởng ban phụ nữ cơ quan là đảng viên nên gương mẫu lắm anh không tin tôi anh cứ hỏi cả cơ quan này cả tỉnh này xem cô vân có đúng như thế không nhé chứ không lại nói tôi cứ nói quá về cô ấy nghe ông già nói thế tôi cũng vơi bớt cơn ghen tức trong lồng ngực đang trực chờ bung ra tôi nói lời cảm ơn ông vâng ạ à, thì tôi cũng chỉ biết cảm ơn bác cô ấy vẫn vững vàng thế thì tôi cũng yên tâm ở khi xa nhà ông ạ à. cảm ơn ông nhiều giờ tôi vào gặp anh lên đây ạ à. ông già cười gật đầu chào tôi và trong ánh mắt của ông tôi thấy có một niềm hân hoan thì phải tôi mạnh bạo bước vào gõ cửa phòng thủ trưởng quách tiến lên có tiếng mời vào tôi bèn đẩy cửa vô phòng ông lên ngẩng mặt thấy tôi và vẻ mặt như rất ngạc nhiên chưa kịp rào đón gì ông ta đã nói ôi để vất vả cho đồng chí bộ đội như thế này tôi cũng áy náy lắm nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được người thay thế cô vân vì thế anh thông cảm đợi thêm một hai ngày nữa tôi sẽ giải quyết thủ tục mọi việc nhanh thôi mà vâng tôi chưa kịp nói thì anh đã nói trước tôi sốt ruột quá nên lại ghé anh để hỏi xem anh đã giúp cho chúng tôi được đến đâu thôi ạ à? đồng chí bộ đội cứ yên tâm tôi sẽ giải quyết mà bây giờ tôi lại có cuộc họp Xin lỗi anh, tôi đi họp đã. Nếu chưa anh ở lại, thì tôi mời anh ăn bữa cơm dưa muối với anh em cơ quan tôi nhé. Tôi nghe thế thì cũng đành quay gót. Nhưng trong ngực tôi đã chất chứa nỗi uất ức như quả bộc phá, chờ châm dây cháy. Tôi đếm thời gian của tôi chỉ còn 7 ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Tôi không nói với vợ, cứ sáng vợ đến cơ quan, thì tôi cũng đến phòng trưởng ty quách tiến lên ngồi đợi ông ấy cô thư ký của ông ý bảo chú lên hôm nay họp cả ngày tôi viết giấy lại tôi đại úy trịnh hoàng khôi đơn vị chồng cô vân cán bộ của anh tôi đến mà anh không ở phòng ba ngày liền tôi đến đều không gặp được quách tiến lên ngày thứ tư tôi không gửi lại giấy nữa tôi ngồi ở đó đến tối mịt nghe cô văn thư nói líu díu bên ngoài rằng có ông khôi như thế này như thế kia bên ngoài hành lang tôi biết cô ấy đang báo cáo nhanh với thủ trưởng tôi bèn lao ra túm áo ngực lên và chỉ chút nữa thôi thì tôi cho hắn một quả đấm vào cái mặt dị tướng quỷ ám ấy nhưng tôi kịp dừng lại và vẫn giọng đầy bực tức tay túm cổ áo hắn và dù đã cố kìm nén nhưng giọng tôi vẫn như hổ gầm với hắn anh có là người không hả anh lên anh hứa lèo với tôi, với vợ chồng tôi cả tháng nay rồi. Anh không giải quyết thủ tục cho chúng tôi. Anh nói anh vì bộ đội, anh vì những người lính xa nhà thế à? Anh là người, hay là ngợm hư? Hôm nay anh phải trả lời, có giải quyết cho vợ tôi chuyển công tác không? Nếu không thì tại sao? Chả lẽ cả tỉnh này không có ai thay thế được cô ấy à? Anh đừng lạm dụng thói cửa quyền anh đừng cậy thế mà gây khó khăn cho gia đình bộ đội anh đừng cố mà giữ người vô lý như thế anh coi thường chúng tôi anh đã hắn thấy tôi căng thẳng dồn dập thế hắn bèn bảo tôi xin lỗi đã làm khó cho anh thì anh cứ bỏ tay ra ta ngồi vào bản nói chuyện cho ổn thỏa thấy hắn nói thế tôi buông tay khỏi cổ áo hắn hai thằng ngồi đối diện nhau hắn thé thọt anh Khôi à, không phải tôi không biết anh chị cần thời gian đến thế nào. Tôi biết. Phía cơ quan ngoài Hà Nội tiếp nhận cũng chỉ cho anh chị có thời gian là Bốp, tôi đập tay xuống bàn, bộ ấm chén tung lên rơi loàng xoảng. Giọng tôi như gầm lớn, tay tôi chỉ thẳng mặt tay lên. Tôi nói cho anh biết, anh không cho vợ tôi đi, chẳng qua anh đã hù hóa với vợ tôi. Cả tỉnh người ta đồn ầm lên rồi. Anh giữ cô Vân không cho chuyển công tác là vì anh đã hù hóa với cô ấy. Anh là cán bộ, là đảng viên, là thủ trưởng cơ quan, anh đã vi phạm chính sách hậu phương quân đội. Tôi sẽ làm cho ra nhẽ việc này. Chào anh, tôi về. Hắn đứng như trời trồng, rồi hắn vội vã vớt vát yếu ớt. Không, không. Anh nói thế sai sự thật. Tôi không. Không Tôi mặc hắn. Tôi bước ra khỏi phòng hắn và đóng cảnh cửa đánh sầm. Dù đã ở ngoài hành lang, nhưng tôi vẫn nghe như hắn đang lồng lộn với căn phòng của hắn. Tôi ra lấy xe đạp, thùng thẳng đạp xe đi về phía cửa hàng bia hơi thị xã. Xếp hàng mua được vài bia, uống ực một hơi cho bó tức, rồi lững thững đạp xe đến nhà người anh em dưới huyện. Thấy tôi đến, hắn vui vẻ đãi rượu lâu không gặp nhau, thì hàn huyên đủ thứ, tôi cũng không nói câu chuyện ban chiều. Rồi mệt quá, uất ức quá, tôi ngủ luôn ở nhà nó. Hôm sau tôi đạp xe về nhà, đang định bụng sẽ bàn cách khác với vợ để mau chóng mọi việc. Chứ thời gian như thế này là tôi một tháng chờ đợi vô vọng rồi. Khi ra Hà Nội lại phải nói khó người giúp, cho xin lùi thêm thời gian. Tôi vừa dựng xe vào hiên nhà, thì vợ tôi hốt hoảng kêu lên Trời ơi, anh đi đâu mất tiêu từ hôm qua Em và mẹ tìm anh suốt không thấy đâu Cô ấy bù lu, bù loa khóc kể lể mẹ chồng và nàng dâu đã tưởng tôi bị làm sao Một hồi sau chấn tĩnh lại, cô ấy gạt nước mắt và bảo tôi Anh làm em và mẹ mất ngủ cả đêm qua Giờ thì vui rồi, anh về lành lặn là yên tâm rồi em có tin vui cho nhà mình mà anh không thấy đâu. Vậy anh đi đâu từ qua đến giờ? Nói xong em sẽ báo tin vui. Có gì đâu. Hôm qua dỗi rãi, anh đi xuống nhà thằng Bảo. Nó cho uống rượu thì ngủ luôn đến sáng. Định bụng hôm nay anh về. Anh sẽ nói em và anh đến nhà. Rồi, rồi, em đã biết anh đến đâu là em yên tâm rồi. Giờ thì không cần đến nhà lên hay xuống nữa giấy tờ thủ trưởng đã giải quyết xong xuôi sáng nay anh chuẩn bị trả phép và cầm giấy tờ đi cho em đây này tôi há hốc mồm mắt tôi tai tôi đều như mở đi ù đi không thể nào tưởng tượng nổi tôi bế bồng vân lên và quay mấy vòng cô ấy kêu oai oái trời ơi nỡm quá anh có bị làm sao không mẹ cười cho đấy có thế thôi mà như chúng sổ số độc đắc thế hả? Tôi không nói gì. Nhất định tôi không nói gì với Vân. Sẽ có lúc tôi nói. Còn bây giờ, tôi chỉ tràn ngập niềm vui. Lồng ngực của tôi như căng hơn, như muốn vỡ tung. Vân ơi, đòn hiểm của anh đã đánh trúng cái thói cửa quyền, cái thói hợm hĩnh của kẻ được ngồi trên ai đó rồi. Vợ chồng mình được đoàn tụ đã chúng mình rồi sẽ đẻ một đàn con chúng mình không phải xa nhau nữa và cái sự việc vợ tôi chuyển được ra hà nội theo chồng cũng chưa phải đã thuận như buồm gặp gió vì cái thời buổi khó khăn đủ thứ vì không thể chuyển vợ tôi vào cơ quan ở hà nội mà phải ở tỉnh hà tây thế nên rắc rối cái hộ khẩu và vì vậy vợ tôi không làm việc ở hà nội thì cũng không thể có hộ khẩu ở hà nội cũng không nhập khẩu vào Hà Nội được, dù tôi có đăng ký hộ khẩu ở Hà Nội. Nhưng thôi, chuyện hộ khẩu không kể cô nghe nữa. Chỉ là ơn trời, chúng tôi xa nhau hơn 500 km, giờ chỉ cách nhau có 50 km là hạnh phúc vô bờ lắm rồi. Dù gì, chúng tôi còn hạnh phúc chán, còn hơn chán vạn những người cùng thời. Chúng tôi vẫn được ở bên nhau mỗi dịp cuối tuần. Hạnh phúc đó thật vô bờ bến và cuộc đời tôi còn nhiều khê lắm thứ lắm. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn bên nhau là ổn rồi. Tôi thấy ông như vẫn còn niềm vui của hơn 40 năm trước. Mắt ông sáng lên, gương mặt bừng lên niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà chỉ người trong cuộc mới thầm thấu được. Rồi ông lại tiếp tục câu chuyện với tôi. Mãi lâu sau, tôi nhớ rất lâu sau, tôi mới kể cho vợ nghe cái vụ túm cổ áo đập bàn với tay thủ trưởng của cô ấy. Tôi bảo tôi có lỗi khi đã phải ra đòn hiểm xúc phạm vợ để giải thoát tình cảnh lúc ấy. Hai vợ chồng cười chảy nước mắt. Cô ấy bảo: Anh không có lỗi. Giờ em mới biết khúc khắc câu chuyện của anh, thì em càng thương anh nhiều hơn mà thôi. Anh phải dở mẹo mực để giành giật cơ hội của gia đình nhỏ chúng ta, đâu phải vì cái gì khác, nên em càng thương anh hơn đã phải xả thân vì gia đình nhỏ của mình mà em cứ hình dung nếu lúc đó ông ta nhận ông ta hù hóa thật với em và nói anh đừng lôi em đi nữa thì anh giải quyết làm sao chứ tôi nghe cô ấy nói thế thì cũng giật mình bảo ừ nhỉ nhưng lúc đó anh không nghĩ đến điều đó chỉ là nóng mắt lên cáu tiết tiết lên là vung tay dọa ông ý thôi ừ mà nếu như vậy không biết sẽ ra sao nhỉ cả hai vợ chồng lại cười. Cô ấy bảo tôi, cũng không sao đâu, nếu xảy ra tình huống đó, em vẫn là người phải chịu trách nhiệm chứ, nhưng vì em làm gì có chuyện đó, ông ta cũng chẳng dạy gì để mất tất cả, vì một thông tin không đúng sự thực ấy, nên ông ta đã ký giấy ngay cho em hôm sau đó. Em cũng ngạc nhiên là cả tháng trời vợ chồng mình nín thở chờ đợi, ông ta cứ hứa thôi. Bỗng nhiên sáng đó, ông ta cho người gọi em và giải quyết mọi thủ tục mà thời gian cho mình chỉ còn hai ngày anh còn phải đi tàu ra cho kịp chứ mà quãng đường dài đầy bom đạn chứ đâu phải có giấy tờ đã ra đến hà nội ngay được cơ chứ giờ nghĩ lại thật là hãi hùng và em nghĩ tin nhau để yêu nhau hơn nếu anh không làm thế chắc chắn vợ chồng mình sẽ xa nhau đến già ấy chứ tôi chỉ biết ôm cô ấy chặt hơn tôi đã dành cả cuộc đời cho cô ấy một cách trọn vẹn chúng tôi tự hào về điều đó và tôi chắc ở gầm trời này hiếm có ai yêu nhau thương nhau lại vất vả như chúng tôi tôi coi những vất vả đau đớn ấy là tài sản riêng quý giá của mình là hạnh phúc của chúng tôi cô ạ à. không phải như các bạn bây giờ đâu chúng tôi có những tài sản vô giá đến thế đó cô ạ à. cho nên ở tuổi này chúng tôi vẫn gọi nhau là anh em là thế đó có gì ngạc nhiên đâu cô nhà văn ơi. Tôi cười. Đúng là hạnh phúc muôn nẻo. Không hạnh phúc nào giống hạnh phúc nào. Không hạnh phúc nào so sánh được với hạnh phúc nào. Tôi cũng vui lây cùng ông. Khi nhìn ông già lấp lánh mắt cười khi gọi điện cho bà vợ. Giọng vẫn rồn ràng. Em à, hôm nay Hà Nội nắng nóng 40 độ. Nhưng ở biển mát lắm em ơi. Gió biển thổi lồng lộng. Mai anh về. Mai em nấu canh của mình ăn nhé. Hôm nay các cháu đứa nào đến thăm em không? Thôi, mai anh về. Ngày kia mình đi bơi nhé. Ôi chao, tôi chả thể tin được. Ở tuổi này, tình yêu của họ là thế đó. Ông bảo, vợ chồng ông vẫn dắt nhau đi bơi mỗi sáng ở bể bơi trong khu dân cư. Ông vẫn tiếp tục các công việc yêu thích là nghiên cứu sử sách mà cả cuộc đời ông đã gắn bó ông ham nghiên cứu nên khi về nghỉ chế độ ông chả có chức trách gì nhưng ông bảo chuyện chức trách cũng quan trọng nhưng mình không có cũng vẫn sống như ai quan nhất thời dân vạn đại cô ạ à, quan trọng hơn mình là ai khi mình sống với ai cho tử tế bạn chơi cũng tử tế thế là vui rồi ông bảo sở thích của ông từ lâu rồi đến giờ vẫn duy trì là ông thích dắt bà dọc đường Phan Đình Phùng khi mùa hoa sữa rắc đầy trên hè phố. Ông thích tha thần đi bộ quanh khu hoàng thành nhiều tán cây xà cừ cổ thụ. Ông thích dắt bà đi xe buýt khắp thành phố. Điểm nào cần xuống thì xuống. Chỉ để thăm một ngôi chùa. Thăm một kỷ niệm đã qua ở nơi ông đã gắn bó cả cuộc đời đầy thăng trầm. Ông vẫn gọi bà là em ơi bà vẫn gọi ông là anh ơi kệ bọn trẻ mình có hạnh phúc của mình chứ hãy sống cho mình cô ạ à. vâng tôi chỉ biết đáp lời ông tôi cầu cho ông và bà cùng nhau đi hết tháng năm yêu thương vô cùng này như ông vừa nói với tôi ở tuổi này tình yêu vẫn thế đừng nói chỉ gọi anh ơi hay em ơi khi con trẻ cô ạ à. đã là tình yêu thì ở tuổi nào cũng thế tôi chả biết nói gì. Câu chuyện của người bạn vong niên của tôi, một ông già cựu binh đầy trí tuệ và thật ấm áp. Ngoài kia, gió biển vẫn lồng lộng. Bãi biển ngọc vừng cát trắng phao đang là dịp hè, nên có nhiều đôi tình nhân đến tận hưởng với biển, với cát ở nơi đảo xa trong trèo này. Hàng dương vẫn dì dào kể chuyện của biển, của gió, của sóng, của muôn đời. Tôi bật cười nhầm lại câu nói giản dị của người bạn vong niên giàu trí tuệ ấy. Ở tuổi nào tình yêu vẫn thế. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Huyết Yến, tác giả Trần Thu Hằng Vào buổi sáng tháng 6 nắng sớm một nhóm sinh viên thuê xuồng máy rời bờ biển quảng nam ra thăm cu lao tràm họ có năm người người có gương mặt xương sầu khắc khổ là hữu vừa tốt nghiệp y khoa anh có vẻ mặt buồn hằn đầy những vất vả lo toan của bảy năm học hành mặc dù có người yêu kể bên anh vẫn không có vẻ quá vui như những trường hợp tương tự lâm cúc và lực là bạn thuở nhỏ của anh tuy thường bất đồng ý kiến nhau xong họ vẫn cùng nhau về thăm quê sau kỳ thi tốt nghiệp trong nhóm bạn chỉ một mình hữu may mắn lấy được mảnh bằng đại học lâm có vẻ đau khổ cúc ngấm ngầm giận dỗi còn lực vô tâm bất cần ngồi bên cạnh ông chủ xuồng huyết sáo một bài nhạc tàu bầu trời màu lục chen hồng rạng rỡ tỏa từ những cụm mây buổi sáng chưa tan Biển đang ở trước mặt mọi người, trầm tư và kiêu hãnh, bát ngát cuốn bức màn ánh sáng rực hồng. Gió giạt vi vu, đùa trên những mái tóc xanh tươi trẻ. Anh hữu, biển quê anh đẹp quá. Cô gái cuống quyết vuốt lại mái tóc dài và trầm trồ lên tiếng. Chi quay lại, mỉm cười. Lồng ngực anh vỡ ra tiếng thở lớn biển hệt như trong giấc mơ của anh suốt bảy năm dòng đôi mắt đẹp của nga giàn giụa nước mắt vì chưa quen gió biển chính anh cũng muốn rơi nước mắt em có thích không hữu ướm hỏi tim anh lo lắng anh sẽ hành nghề bác sĩ sẽ cưới nga sẽ sống trong một biệt thự ở thành phố sài gòn anh luôn tin rằng nga không thích bất cứ nơi nào ngoài nơi sinh sống ấy hoặc giả Sydney, Paris, nếu anh nghe lời cha mẹ Nga làm hồ sơ nghiên cứu sinh. Em thích lắm." Nga cột chặt mớ tóc vào chiếc khăn tay. "Mai này mình sẽ về đây sống nghe anh. Anh luôn ước được sống ở quê mình. Em thấy đấy, quê anh chỉ có biển và cát trắng, nhưng trong tương lai nó sẽ không còn là miền đất khổ như trước." Trong khi Hữu và Nga chợt vui lên, dạng dỡ nói cười. Thì Cúc quay lại nhìn có vẻ ganh tị. Lực ở mũi xuồng hất mặt bảo. Cô cậu mơ mộng quá đấy. Nếu như có thể sống ở quê, thì bọn mình đâu phải trồng mông làm việc suốt sáu bảy năm trời ở nơi đất khách quê người. Lâm bật lửa hút thuốc mãi mà không được. Rúc đầu vào đám giỏ sách. Cúc khinh khỉnh nhìn. Ông lái xuồng ghi tay lái ngoái lại. Mấy cô cậu ở thành phố mới về phải không? Học ở trường nào? Nga tươi cười trả lời. Dạ, trường Y ạ. À. Đã ra trường tốt nghiệp chưa? Dạ, rồi ạ. À. Làn da cô gái ửng hồng lên vì gió biển nồng mặn và nắng sớm. Nước giàn dạt chia ra từ mũi xuồng, bắn lên những tia cầu vồng tuyệt đẹp. Còn tôi cũng học ở trong thành phố hai năm rồi nó học cái trường kỹ thuật gì đó mà chẳng thấy nó về lạy trời cho nó thành người tôi chỉ có một mình nó anh chị nó ông nhìn đăm đăm ra khơi xa là cả tay lái ra giữa biển hữu hoạt bát hẳn lên gương mặt nhuốm màu sắc thị thành biến mất cả nước da xanh cũng chuyển sắc hồng hào rắn giỏi anh dõi mắt khắp nơi như để tìm lại một hình ảnh tuổi thơ đang ẩn giấu đâu đó giữa không gian bát ngát không cùng này. Lực cũng thế, ưỡn ngực lên để hít thở không khí mặn mỏi của biển. Chỉ có lâm là lặng lẽ. Trời tháng sáu không gợn chút mây, nắng lên cao lồng lộng. Lời réo gọi khôn nguôi của biển ghi lên chán hiếu những vết hằn kỳ lạ, trước đây chưa từng có. Núi ngũ hành đã khuất, biển bây giờ thiếu cái gì đó chênh vênh anh nga ngả đầu lên vai hữu nũng nịu em mệt rồi à hữu cố nhích lại gần mở cái dù hoa lên che nắng mặc dù anh biết như vậy rất chướng mắt bạn bè mình kể cả cúc yêu lâm từ ngày còn nhỏ cũng không dám làm như thế nắng gắt lên mặt biển nóng bừng chiếc áo đỏ của nga như ngọn lửa phập phồng trong gió biển biển đang yên lặng, ngút xanh như một khối ngọc bích. Chỉ một vài tháng nữa, bão mưa chút xuống. Biển không còn trong như thế. Cha anh sẽ xếp lưới vì căn bệnh thấp khớp hành hạ. Đang để tâm trí bay lượn trong cảm xúc, bỗng hữu rơi vào trạng thái bất an. Hồng, em gái út của anh vừa mới lấy chồng, một người dân kẹ bể. Anh đã không về dự đám cưới của em. Có lẽ mùa này, cô em ở nhà một mình, vì làng trài còn phải ra khơi những lần chót. Nga trong vòng tay anh không hề biết được điều ấy. Lực lơ đã ném đầu lọc ra xa, khơi đúng tâm trạng của anh. Phải chi mày đừng gả em mày sớm, bây giờ tao về làm ngư ông có hay hơn không? Thằng Chí Phèo, Lâm mắng bạn, mặt tươi lên một chút. Củ lao kia rồi. Hữu reo. Nga à à nơi này anh cũng chỉ ra được có mấy lần thôi củ lao này nổi tiếng nhất yến xào những cột đá hiện lên lấp lánh trong nắng trưa mưa gió không biết bao nhiêu năm chưa mài mòn được những góc cạnh của chúng chúng cắt lên nền trời sắc nhọn rất nhiều xuồng đang đậu thon dài và quen thuộc như thể nắm chờ anh từ lâu lắm rồi cái gì kia anh hữu chợt ngã chỉ lên cao một con chim nhỏ như vừa bay tách khỏi mặt trời, trao cánh bên cạnh cột đá cao. Chim yến đấy, ngà à, nó thường làm tổ trên những hốc đá cao. Lúc này chỉ còn huyết yến thôi. Lực buột miệng nói. Huyết yến? Đó là cái gì thế anh? Là thứ tổ làm đến lần thứ ba. Chim yến mẹ phải rút máu trong cổ họng của mình để xây tổ. Mùa ấy, mày gỡ cả ba đợt tổ yến hết mùa yến thì mẹ mày cũng lâm nói nhỏ mặt nga biến sắc cái gì anh cũng đi gỡ tổ hữu không đáp mặt anh lạnh đi nhưng lực thì phỉ cười ôi bà nga nói cho bà hay ông hữu nhà bà nuôi mẹ bằng những cái tổ bé bằng nắm tay ấy đấy hồi đó tôi có theo ổng nhưng không dám nhìn chưa đừng bảo tôi nhưng mà làm sao lấy được leo leo lực nhún vai có thật không anh hữu nhẹ gật đầu anh chưa hề kể cho nga nghe ngày mẹ anh mắc bệnh ung thư anh đã lén cha theo những người gỡ tổ yến đi khắp các hòn đảo tìm yến kiếm tiền đến bây giờ cha anh cũng còn chưa biết chuyện chỉ có lực lâm cúc là những đứa bạn thân nhất thường van xin can ngăn và hăm dọa anh khi ấy mùa mưa đến cúc mở miệng nói câu đầu tiên kể từ lúc rời bờ biển cả lâm và hữu cùng cúi đầu song anh vẫn nhận ra những đốm bạc như sao bám trên vách đá hiểm trở nhắc lại những giấc mơ nhắc lại khát vọng lên cao và ngự trị đại dương trời anh liều quá đi nga kêu lên anh có sao đâu nè chi bất giác nói bằng giọng quảng đặc sệt em sẽ không bao giờ cho anh làm như dứa nữa nghe chưa cô mùm mỉm cười lực vẫn còn ở trong dòng hồi tưởng hồi đó đứa nào cũng nói trời phạt mày nhưng bây giờ tao mới hiểu ông trời rất công bằng ông biểu mẹ mày chết thay cho mày chớ bóc tổ yến như vậy là cũng ác lắm chứ đâu phải giỡn thôi đi mày lâm gạt đi khi thấy nga rơm rớm nước mắt tay cô bám chặt bàn tay cúc vì xúc động xuồng cặp vào bờ ông lái lên tiếng gọi cả bọn mới lục tục dẫn nhau đi lâm cầm cây đàn lực khoác vào cổ trước máy ảnh cúc và nga bày thức ăn ra tất cả không tắm biển như đã định trước cúc và lâm tiếp tục nói chuyện về một tương lai chung ai cũng khư khư giữ bộ mặt đưa đáng của mình làm cả bọn mất hứng bốn giờ chiều cả bọn cũng không vào đền các ông voi để chụp hình mà kéo nhau về lúc về xuồng theo hướng đông bắc cho tiện tất cả sẽ về nhà cúc sáng mai hữu mượn xe máy của lâm đưa nga về nhà mình cả hai sẽ chẳng ở lâu vì bốn ngày nữa hữu phải về trường nhận bằng tốt nghiệp chân trời đỏ ối chiếc áo của nga đẫm mồ hôi hữu quạt cho nga còn lâm và cúc thì không thèm nhìn nhau nữa có một khối đá sừng sững ngay chân củ lao nhìn như một hang động nhuốm nắng chiều hồng tươi trên đó có một dàn cây mới tinh áp sát như những cái thang ghép lại lực nhỏ người ồ à vì ngạc nhiên có mấy tổ huyết yến kia sao không thấy ai hết vậy đúng rồi huyết yến Hữu cũng nhòm dậy, mắt lom lom nhìn lên. Ông lái nói, chắc chỗ này khó gỡ, người ta mới bỏ. Hữu liền nói, đâu, bác cặp vào đi. Mày định làm cái quái gì vậy? Lâm quát lên. Tao muốn thử. Bất chấp tất cả khuyên ngăn, Hữu nhảy lên bờ đá. Đã bảy năm trời anh mới về đất Quảng, trong anh một nửa vẫn là tuổi thơ trên những dàn cây cao chót vót. Nhìn thấy rất cao, rất xa miền đất nắng gió thân yêu. Hữu đã leo lên chừng 5 mét, thoăn thoắt như con sóc rừng. Anh ngoảnh nhìn xuống, chiếc dàn cây kêu răng rắc dưới chân anh. Nga nước mắt lưng trong khoa chân tay ẩm ý. Còn mấy đứa bạn tái ngắt, câm lặng nhìn anh. Họ biết tính anh rất rõ, kể từ cái ngày bé xíu kể từ lần đầu tiên anh bám lên những cây xào sơ xài chết người ấy. Anh leo lên qua nhánh thứ nhất của khối đá. Tiếng gió xé bên tai anh. Mẹ! Mẹ! Anh bật kêu lên, tựa hẳn người vào dàn cây. Vung hai tay quá đầu mà kêu lên. Mẹ! Giọng anh sung sướng, tự hào. Chim Yến không vào làm tổ tháng 6. tiếp theo chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên hoa tóc tiên sẽ nở tác giả nguyễn thị mai phương trời càng về sáng càng mưa dữ dội mùa thu mà có trận mưa lớn và dai dẳng kỳ lạ tv nói có nơi còn mưa đá rông lốc sấm sét nhà cửa đổ sập cuộc sống đúng là không thể lường trước đại dịch covid đã bùa vây thế giới cướp đi sinh mạng hàng triệu người ngày nào thảo trang cũng đọc tin tức về dịch bệnh khắp nơi trên toàn cầu và lo lắng từ hôm đà nẵng trở thành tâm dịch và lan ra một số nơi thảo trang càng theo dõi đều đặn hơn chị chú ý đến những tin liên quan đến bệnh viện bác sĩ và cách khống chế dịch trong nước bởi chồng chị cũng là bác sĩ tham gia chống dịch ở tuyến đầu cả tháng nay rồi mưa nhỏ vào lòng chị nhiều thương nhớ hơn đám cây lá ngoài hiên trở mình trong gió tơi bời như đang trà vào lòng những cồn cào tối qua nhìn anh ngồi xổm ở hành lang khu cách ly ăn vội cốc mì tôm mà nước mắt chị trào ra cô y tá người quen đã gửi cho chị tấm ảnh đó chị chưa bao giờ tưởng tượng ra có một ngày con người của xã hội hiện đại lại quay cuồng xáo trộn mọi thứ vì một thứ vi rút bệnh tật như thế này chị quờ tay sang bên cạnh theo thói quen không có anh và hơi ấm quen thuộc, chị vùi má mình xuống gối, tay bông bông cậu con trai nhỏ mới đầy hai tuổi. Mẹ ơi mở cửa cho con cô con gái học lớp ba chạy từ phòng bà nội sang gõ cửa. Từ hôm bố đi công tác nó ngủ với bà nội cho bà vui. Cửa mở, con bé ôm lấy mẹ hỏi. Mẹ ơi, bố chưa đánh xong con virus à? Sao lâu về thế? À chưa phải một thời gian nữa bố mới về bố dặn con rồi còn gì vâng bố bảo con tưới cây tóc tiên khi nào nó nở hoa thì bố về nó sắp nở hoa rồi đấy mẹ ạ à, mấy cái nụ to luôn vậy à rồi mai kia là nó nở thôi bố sẽ về thảo trang kéo con bé lớn lên giường chị ôm con nghĩ đến hôm chồng tạm biệt cả nhà đến khu điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus. Anh nói với con là đi đánh đuổi con virus corona. Chiến thắng khi bố về ngay. Anh ôm tạm biệt ba mẹ con rồi đeo khẩu trang bước lên xe bệnh viện. Anh còn phải tà áo một cái thật mạnh giống như siêu nhân cho con gái vui. Khi ấy bóng tên thường gọi ở nhà của con bé nhảy cẫng lên thích thú và vẫy chào bố. Đêm mấy chị đã khóc không phải vì anh đi vắng mà lo nhớ đâu anh nhiễm bệnh rồi không về nữa. Mọi thứ đâu có phải mình muốn mà được. May mà vài hôm sau, lúc đỡ bận anh gọi video về cho bà và mấy mẹ con. Lần nào anh cũng cười tươi bảo ổn nhé. Đừng lo cho bố nhé. Bố sắp về rồi. Vậy mà đã gần một tháng trôi qua. Chị xoa lưng bống bảo. Con phải ngoan. Bố vẫn đang bận đánh con vi rút hôm nào thắng bố về luôn nhưng con nhớ bố lắm cuối tuần này là sinh nhật con rồi bố không mua quà cho con à có chứ bố mua rồi món quà sắp về đến nhà rồi con bé tuột khỏi giường đi ra nó ngoái đầu bảo mẹ bố không chết đâu mẹ nhỉ chị bỗng chột ạ à. sao con bé lại hỏi thế chị dậy dọn phòng và nấu ăn sáng cho bà nội bống bà đang ngồi khâu lại cái váy búp bê bị rách mẹ con bống nhỉ giờ chả ai mặc áo vá nữa mà khâu ngày trước thời của mẹ còn trẻ mặc quần áo vá là thường mưa này là mang quần áo ra khâu vá vâng giờ quần áo rẻ mẹ ạ à. mẹ con hồi xưa cũng hay khâu vá lắm nghĩ lại khổ lúc thằng quân còn đang học đại học y quần vá miếng to bổ chàng ở mông mà nó cũng không xấu hổ đâu vẫn học giỏi lắm giống tính bố nó chăm chỉ cần cù rồi bà lơ đãng nhìn ra ngoài trời thảo trang biết bà đang nhớ những năm tháng cơ cực khi xưa chồng chị mồ côi cha từ trong bụng mẹ còn mấy tháng nữa giải phóng miền nam thì bố anh hy sinh cuối năm ấy anh mới ra đời anh bảo mọi hình dung về cha mình đều qua lời kể của mẹ và anh em họ hàng bạn bè đồng đội của cha cùng nhiều tấm ảnh mẹ ở vậy nuôi quân lớn lên trong trăm ngàn cơ cực đắng cay cả họ chung sức nuôi quân học đại học ra trường anh về bệnh viện tỉnh nhà công tác sông sáo nhiệt thành chỗ nào việc khó đều sung phong làm nên anh chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi mẹ nằm viện mình anh xoay sở may có mấy cô y tá trẻ cùng khoa sẵn sàng giúp anh phòng bệnh có bốn người. Cạnh giường mẹ anh là một bà già bị xe ô tô tông gãy chân. Cô gái đến chăm mẹ rất tận tụy, tỉ mỉ, có thời gian làm mang sách ra đọc. Nhiều lần xong việc, anh qua phòng bệnh thăm mẹ đã thấy cô gái ấy đỡ mẹ anh ngồi dậy uống sữa. Nhìn cánh tay cô gái ân cần đỡ mẹ mình, anh chợt thấy một ý nghĩ ấm áp chạy qua. Đêm ấy anh trực, mẹ cô gái bị đau, cô gái đã gọi anh giúp đỡ anh ngồi bên giường bệnh hai bà mẹ suốt đêm câu chuyện của vị bác sĩ trẻ và cô gái sau đó xoay quanh chuyện sách vở học hành trong một khoảnh khắc nào đó họ đã chạm đến tâm hồn nhau vì hai người có nhiều sở thích chung mẹ anh khen cô gái nết nam mát tính nếu anh ưng thì thử tìm hiểu xem anh khẽ mỉm cười cô gái ấy là chị chị nhận lời đi chơi với anh khi mẹ ra viện một thời gian. Anh đèo chị bằng xe máy cũ đi qua dạng cây ven hồ mùa lá chút. Gió đùa gửi khúc giao mùa dịu dàng. Chị ngồi ngắm anh. Anh nói cho chị nghe về những khát vọng tuổi trẻ. Chị thấy lại cái cảm giác dễ chịu như hôm nhìn trộm anh qua vách kính. Người con trai ngồi giặt từng cái khăn lau cho mẹ một cách vui vẻ chiều mến đã khiến chị nghĩ rằng anh sẽ là người tình cảm và có trách nhiệm dưới hàng cây anh nắm tay chị rụt rè chị yên lặng kệ cho không gian xung quanh lắng lại hai người chính thức yêu nhau sau đó không lâu ngày anh ngỏ lời nắng xanh một vạt bên sườn đồi nụ hôn khẽ khàng dường như còn mãi trong lòng năm sau thì đám cưới anh đùa mẹ anh đã tán em cho anh từ hôm đầu tiên ở phòng bệnh cơ mẹ bảo em chu đáo sẽ rất chăm chồng con chị thì bộc bạch mẹ chị cũng bảo cậu bác sĩ này xứng lấy làm chồng tiếng cười vang vang niềm hạnh phúc ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ thảo trang dạy tiểu học ở một trường gần nhà ngày nào đi làm cũng đi qua nơi chồng làm việc mấy năm nay anh hay đi cùng đoàn công tác tăng cường đến những nơi xa xôi gần nhất là đi phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân nghèo miền núi. Lần này là đi tăng cường chống dịch covid 19. Gen, gen. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chị bứt khỏi ký ức. Ôi, chồng gọi. Chị dịu dàng. Vâng, em đây. Anh gọi về chúc mừng sinh nhật con. Quà của con anh nhờ chị mua. Anh dặn chị và mẹ giữ gìn sức khỏe xác định chống dịch lâu dài, chừng nửa tháng nữa hết thời hạn cách ly anh sẽ về. Cuối câu chuyện anh chợt trùng giọng nói, em cũng phải xác định tâm lý, nếu anh mắc bệnh, chẳng may không thể trở về thì em đừng đến đưa tiễn anh. Em phải khỏe để nuôi con. Chao ôi, đất trời như sập xuống, Thảo Trang nghẹn ứ trong lòng, nước mắt trực trào ra. Anh bỗng dưng nói thế làm gì cho lo lắng? nhưng có thể anh nói đúng khi bối cảnh dịch bệnh phức tạp anh và những đồng đội của mình ngày ngày tiếp xúc người bệnh không ai biết trước điều gì thảo trang bỗng im bặt tiếng anh pha trò đầu dây bên kia đấy là lo xa chứ bệnh nhân khỏi bệnh ngày một nhiều lên mẹ con em chuẩn bị tinh thần đi anh về là nhà ta liên hoan anh sẽ hát tặng em bản tình ca con nợ nhỉ Thảo Trang hờn dỗi mắng yêu chồng mấy câu. Bản tình ca anh hát giờ năm xưa trên đồi thông. Đang nằm xoài ngắm đất trời. Nghe anh hát thì mưa ập đến. Hai người chân trần chạy vội về thị trấn. Đời thường cùng vô vàn diễn biến buồn vui dần trôi đi. Các con ra đời rồi lớn lên mỗi ngày. Bài hát cũ cũng chìm vào hoài niệm. Thảo Trang từng ngồi rất lâu mân mê. Ngắm nghĩa đôi bàn tay của anh nhờ bàn tay cầm dao mổ này mà bao số phận được cứu sống chị tự hứa sẽ chăm sóc chồng chu đáo hơn để có sức khỏe cống hiến cho sự nghiệp cứu người anh đi tăng cường đợt này lâu thật anh kể có mấy bệnh nhân phải phẫu thuật nên anh không thể không đi cuối tuần con gái vừa đi học về đã gọi ầm lên thảo trang đang nấu cơm trong bếp chạy vội ra sân mẹ nhìn này bố sắp về rồi đấy hoa tóc tiên sắp nở đây này, bóng bê chậu hoa tóc tiên lên mừng rỡ. Đúng rồi, vài hôm nữa là hoa nở thôi mà. Con biết ngay mà, thế nào bố cũng đánh được con vi rút, con mơ thấy như vậy. Thảo Trang bỗng rưng rưng, đúng là con gái yêu bố thật, mà mẹ nó cũng đang nhớ bố nó quá chừng. Đợt này, dịch bệnh đã tạm lắng xuống. Chị liếc đồng hồ, chắc chỉ vài hôm nữa thôi anh của chị sẽ về đương nhiên là hoa tóc tiên của bé con sẽ nở. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Chợ Xuân, tác giả Lê Hà Ngân. Chợ Xuân năm nay không đông vui nhộn nhịp như mùa xuân năm trước. Cây thế bày la liệt, hoa đố quyên đỏ thắm, trà phấn hồng chiếu chít nụ đợi nắng lên là bung lụa những cánh mộc trắng ngà khẽ dùng mình giá buốt mưa gió càng làm hương mộc ngát hơn các dãy hàng bày la liệt rổ giá cày cuốc đồ nông sản nhiều tới cơ man nhưng chợ vẫn thưa thớt khách du xuân vải ông đồ ngồi bán chữ thở dài nhìn giấy đỏ mưa hắt vào hoen phẩm chữ phúc chữ lộc chữ tâm bị mưa bụi làm vết mực loang dài như nước mắt của chúng sinh. Ông đồ già thở dài nhìn sang hàng bên có cô đồ trẻ mắt đượm buồn hưu hắt bó gối nhìn mưa rơi. Ông bỗng thở dài rồi lầm bẩm. Rời đất này chả biết sao nữa. Chợ xuân mà vắng ngoe. Cũng chỉ tại dịch cúm Covid mà thôi. Tiếng thở dài loang trong giá buốt. Kéo cao cổ áo khoác cho đỡ lạnh. Người đàn ông đảo mắt nhìn khắp chợ mặc gió mưa ông sải bước tới gian hàng bán đồ cổ bầy la liệt lão chủ hàng đang ngủ gà ngủ gật thấy bước chân khách choàng tỉnh một giọng khàn khàn như người nghiện cất lên gớm trời mưa quá ông mua đồ mở hàng cho em đi ế ẩm quá chưa có năm nào như năm nay từ sáng tới giờ chưa bán được gì cả người khách ngần ngừ toan bước đi nhưng lão bán hàng như tỉnh hẳn nhờ vía bác cả năm bác mua mở hàng cho em đi em bán rẻ lấy may bác ơi tiếng mời chào nài nỉ khiến khách chẳng đanh lòng bước qua dõi mắt nhìn một lượt đĩa cổ lý ngư vọng nguyệt hạc mai nguyên cặp tiền đồng các triều đại hàng đống đồ gốm sứ lý trần và cả chén ấm minh thanh đủ cả đôi hưu lộc bằng đồng đứng cạnh nhau mà vẫn toát lên vẻ bơ vơ người khách cầm chiếc nậm lên ngắm nghía lão chủ hàng nheo đôi mắt chuột tinh quái véo von ông quả là người có con mắt tinh tế chiếc nậm này có tên tiêu tượng hàng thượng phủ đẹp và lụa không tì vết ông xem nét vẽ con voi đang cuộn tàu lá chuối tinh xảo không men của nó là men ngọc đẹp như một bức tình thư ông nhé nói rồi lão ngâm nga. Tình thư một bức phong còn kín. Gió nơi đâu gượng mở xem. Lão đọc thơ Nguyễn Trãi rồi cười khà. Đúng là quý vật đi tìm quý nhân. Không phải ai cũng nhận ra chiếc nậm này đâu. Đại ca ạ. À? Khách vẫn lặng im. Khuôn mặt tươi hơn một chút. Có lẽ khách cũng vui lây cái véo von của lão bán hàng bẻ mép. Qua vài lời mặc cả phát giá, khách đồng ý mua chiếc nậm tiêu tượng tần ngần ánh mắt khách dõi sang hàng đồ cổ bên cạnh bắt gặp ánh mắt thiếu phụ thật đẹp mà đượm buồn nàng ngồi bán hàng mà xa vắng lơ đãng như chìm vào thế giới huyền bí những đồ gốm xứ của nàng cũ kỹ không còn nguyên vẹn chúng sứt mẻ lệch đôi lũ đồ đồng hoen dị mốc xanh vài cái cốc bằng đồng như từ các vương triều trung hoa cũ Mười đồng bạc trắng hoa xòe nằm tinh hình trên manh chiếu cũ. Không một lời chào hàng, thiếu phụ ngước đôi mắt nhung thăm thẳm nhìn khách. Nàng không đẹp rực rỡ kiêu sa như đóa hải đường e ấp trong gió sớm mà nét đẹp nuột nà đầm thắm của cặp môi đỏ tươi, đôi bàn tay trắng như ngó cần đan vào nhau. Nàng ngồi bên những đồ cổ xưa rất giống như vương phi thất thế. Ánh mắt như từ tiền kiếp hiện về ma mị dẫn dụ, nhìn lũ ấm đồng thiếp mệt trong gió lạnh lũ ấm ngả màu vàng xìn không bắt mắt lão hàng đồ cổ ngồi bên quan sát thiếu phụ rồi cười khẩy khách toan bước đi chợt mắt ông sáng lên trước một vật lạ ông ngồi xuống bên lũ ấm cổ nhẹ tay nâng một chiếc ấm hình con rùa lên màu đồng cổ nâu sạm nắp ấm là con rùa con thân ấm là con rùa mẹ được gò đúc tinh xảo có những cổ tự rất đẹp không cưỡng được cảm xúc ông cất tiếng hỏi thiếu phụ bán hàng bao nhiêu tiền chiếc ấm này hả cô thiếu phụ nhìn ông khách phong trần nhưng vẫn không giấu được vẻ lịch lãm của đất thành kinh nàng liếc chiếc ấm cổ một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trong đầu chiếc ấm này đã nằm trong sạp hàng đồ cổ bao năm nay từ khi nàng còn bé tí nó lăn lóc theo cha nàng khắp các lễ hội ngày xuân nhưng chẳng thấy ai hỏi gì cả rồi cha nàng về cõi bên kia nàng theo nghiệp cha quen dần với gánh hàng đồ cổ nhưng kế ấm vẫn nằm tẻ nhạt trên mẹt hàng của nàng sao bây giờ lại có người đàn ông này để ý tới chiếc ấm và cầm trên tay nâng niu thế này một thoáng bối rối đôi mắt nhung huyền thắm thắm ngước lên giọng nói nhẹ như gió thoảng tùy ông cho bao nhiêu cũng được em bán cho ông chiếc ấm lấy may mắt nhung gợn sóng thu ba nhìn vào đấy khách như gặp cả bể oan kiều. thật kỳ lạ chưa có người bán hàng nào lại thờ ơ với đồng tiền như vậy khách bối rối rồi mỉm cười lấy một nắm tiền mới trong ví đặt vào tay thiếu phụ giọng trầm ấm cất lên bao nhiêu tiền này đủ chưa cô thiếu phụ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu thưa ông thưa rồi ạ à. cảm ơn ông đã có duyên với chiếc quần ấm mẫu tử này người bán ấm nhoẻn cười, nụ cười xinh đẹp bừng sáng khuôn mặt. Khách lần lần bước đi trong ánh mắt huyền thăm thẳm vướng víu hương hoa mộc quyến ngọt loang xa, loang xa. Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, khách đường xa dùng mình, gió đông mỗi ngày một bạo hơn. Đại hồng trung chùa đại bi chợt ngân nga, tiếng chuông đúng ngọ cất lên, như dục bước chân người mua ấm ông nhanh chân mua thẻ hương bước vào tam quan khói trầm nghi ngút thấp thoáng vài bóng người đang xì xụp khấn vái trước phật đài khách thành kính thắp ba nén nhang vào bát hương công đồng rồi đặt chiếc ấm xuống bệ thờ khấn vái con nam mô a di đà phật con lạy chín phương trời mười phương chư phật con kính lạy hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần con là họa sĩ ở kinh thành nay về lễ phật cầu an du xuân viềng tỉnh cũng do lòng đam mê cổ vật yêu hồn cốt văn hóa xưa mà được gặp chiếc ấm lạ giữa hội xuân có lẽ cũng là một nhân duyên con cúi xin phật trời phù hộ cho con đem ấm về được bình an may mắn lời khấn vừa dứt nén hương thắp vòng tít lại chiếc ấm đồng nâu xìn chợt hồng rực lên như phép màu đã linh hiển họa sĩ cúi đầu khấn vái cảm tạ trước tam bảo mở vuông luộn đỏ trong túi sách bọc lấy chiếc ấm thanh thản bước ra khỏi tam quan xe hơi dừng lại nơi biệt thự cổ trồng toàn hoa hồng trắng họa sĩ bước xuống người quản gia già vội vàng mở cổng thưa cậu đã về cậu vào nhanh kẻo trời đang mưa to ạ à. cầm chiếc ô từ tay người quản gia ông sải bước tới tiền sảnh biệt thự cổ được kiến trúc theo lối gô thích vòm mái trang nhã tất cả các cánh cửa đều làm bằng đồng và được chạm trổ cầu kỳ trong mưa bụi mùa xuân biệt thự đẹp như lâu đài của bá tước phương tây điều đặc biệt nhất là lối đi dài sỏi trắng dọc hai bên trồng toàn hoa hồng trắng loài hoa hồng cổ tỏa hương thơm ngát kẻ mơ mộng nhìn vào sẽ phải thốt lên ta đang lạc vào vương quốc bất tử của hoa hồng ư và cảm giác sẽ có một nàng công chúa ngủ quên dưới những bụi hồng ấy rũ chiếc áo khoác bay đi mưa bụi đường xa họa sĩ ngước ánh nhìn nhàn nhạt, nhạt về phía quản gia rồi cất tiếng hôm nay tôi đi vắng ở nhà có chuyện gì không thưa cậu có ông thành đồ cổ tới tìm ạ à. ông ấy còn hẹn là chiều tối sẽ tới để xem tranh và bàn với cậu về vài món đồ cổ ạ à. họa sĩ vũ thượng nhăn mặt khó chịu khi người quản gia nhắc tới gã buôn đồ cổ lõi đời và cũng là một kẻ siêu tầm tranh hợm hĩnh đã nhiều lần ông muốn tuyệt giao với kẻ chọc phú bần tiện đó nhưng gã cứ bám chẳng lấy ông. Lúc gặp mặt, gã xoắn lấy véo von như người của kiếp trước không bằng. Gã mua tranh của vũ thượng treo trong phòng khách nhà mình và luôn ngẩng đầu khoe với thiên hạ rằng họa sĩ với hắn là chỗ tâm giao. Gã luôn mượn danh tiếng của ông để làm sang. Bao lần gã gọi điện tới ông tắt máy không muốn giao tiếp nên gã đã rút ra kinh nghiệm xương máu là không việc gì lên tiếng mà cứ đến thẳng biệt thự nếu như muốn gặp chủ nhân. Chiếc áo khoác vừa được người quản gia đỡ lấy treo vào mắt thì cũng là lúc chuông cổng biệt thự reo lên. Họa sĩ nhăn mặt. Ta mệt mỏi không muốn tiếp khách lúc này. Lão hãy ra cổng từ chối cho ta. Giới mỹ thuật đồn rằng họa sĩ vũ thượng là gã quý tộc gàn. Cực tài nhưng tính cách thì lập dị không giống ai. Vũ Thượng đắm say với nghệ thuật, từng du học ở trường mỹ thuật danh tiếng nước ngoài trở về. Vũ Thượng giàu có vì được hưởng một gia sản cách xù của cha ông để lại. Căn biệt thự này cũng chính là tài sản của người cha để lại cho con. Nhưng trong con mắt của họa sĩ thì tài sản này chỉ là thứ phù hoa. Nỗi cô đơn luôn gặm nhấm ông. Có những người không bao giờ chịu yên phận dừng chân ở một chỗ nào nhất định họ luôn muốn lang thang hết sông dài biển rộng có những kẻ tư tưởng chẳng bao giờ bình lặng mà nó luôn lang thang tới tận cùng ngóc ngách của vũ trụ và nhân gian cái lang thang đó đã biến thành sự cô đơn đến tận cùng của tâm hồn hồn hoang leo ngược đó đã hội tụ cả trong con người của họa sĩ vũ thượng nhiều khi vũ thượng bỏ cả biệt thự khoác ba lô chinh chiến tận miền biên viễn nơi đèo mây dốc núi để nghe tiếng thở của đại ngàn ngắm một sắc hoa cải mèo nở rộ trên nương hoặc ngẩn ngơ buồn bã trước bức tượng nhà mồ của tây nguyên những chuyến đi xa về ông lao vào vẽ như điên dại quên ăn quên ngủ thả hồn vào những bức tranh điều đặc biệt hơn trong biệt thự của vũ thượng là chẳng bao giờ thấy xuất hiện một bóng hồng bao kẻ giàu có ra thế đánh tiếng gà con gái cho họa sĩ nhiều cô gái xem tranh của Vũ Thượng cũng trở nên thương nhớ xa xôi. Nhưng tất cả véo von và dư âm đó không làm họa sĩ xuyến sao rung động. Sắp bước sang tuổi 50 Vũ Thượng vẫn là họa sĩ độc thân. Mặc dù đã từng du học trời U, phong cách đậm sắc thái phương Tây nhưng ông vẫn mê cổ vật và mê ấm. Có lẽ cũng là gen di truyền từ đời trước để lại. Chuông cổng lại đổ dồn liên tiếp. Người quản gia chậm chạp nhìn chủ đoán ý rồi bước ra mở cổng. Cánh cổng đồng hé một lối nhỏ chỉ vừa đủ cho mái tóc già nua bạc trắng đưa ra. Thưa ông, cậu chủ mệt, khi khác ông quay lại. Chưa kịp quay đầu lại khép cổng thì gã lùn đầu tóc bờm sờm, mắt ốc nhồi vằn đỏ, chán ngũ đoàn, cất tiếng đầy hơi rượu. Sao lão cứ khó khăn với chúng tôi nhỉ? cho tôi vào chỉ gặp chủ lão 5 phút rồi ra luôn có sao đâu. Chủ tớ nhà lão phách lối quá đấy. Người già yếu làm sao kháng cự được với kẻ đẫm hơi men đang đẩy mạnh cánh cửa bước vào sân biệt thự. Cái dáng ngắn tùn, đôi bàn chân cập dập như của gã hề làm xiếc. Gã buôn đồ cổ vừa đi vừa chạy vào biệt thự. Cứ như thế gã đã tới đại sảnh. Nhìn thấy cái ấm cổ gói trong tấm lụa đỏ đặt trên bàn trà, chẳng kịp chào hỏi gã vồ lấy ui danh họa kiếm ở đâu ra vật quý này vậy bao nhiêu tiền đây cái ấm này lạ nhỉ để lại cho đệ nhé thấy chủ nhân của chiếc ấm nhăn mặt không nói tiếng gì gã vẫn giả tảng như chả có chuyện gì xảy ra liền lấy điện thoại chụp lấy chụp để gã vật ngửa thân ấm sang trái lật ngửa những cái chân con rùa mà chụp cả nắp ấm là con rùa con nữa mắt gã hoa lên vì những cổ tự trên thân ấm như phát quang. Ngắm nghĩa bằng con mắt nhà nghề. soi đồ cổ xong, gã buông cái ấm vào lụa đỏ. Cái ấm này lạ và đẹp, nhưng không khéo đại ca mua phải hàng giả đấy. Thấy thái độ thờ ơ của chủ nhân, gã hơi trột dạ. Hình như vũ thượng đọc được kiểu dìm hàng của gã. Gã lại chép miệng véo von. Nhưng không sao, cái ấm này vẫn lạ. Đại ca cứ để cho đệ nhé. Nó về tay đệ thì sẽ lừa được thiên hạ. Khuôn mặt đẹp của họa sĩ vẫn lạnh lùng. Thở ơ như không để ý gì đến lời tán tình mánh lới của kẻ buôn đồ cổ. Cảm giác như hồn của họa sĩ đang lênh đênh trôi trên những cánh hoa hồng cổ ngan ngát trong gió xuân ngoài lối đi dẫn vào biệt thự. Đại ca làm sao thế? Em gửi đại ca ba ngàn đô gọi là chút lộc đầu năm. Anh để cho em nhé. Gió vẫn thổi. Hương hồng cổ nồng nàn. Hồn vẫn phiêu giạt tận đầu đâu. Cuộc mà cả độc thoại của kẻ buôn đổ cổ mỗi lúc một giáo giết. Anh không nghe em nói gì sao? Cái ấm này em gửi anh bảy ngàn đô anh gật đi để thằng em còn ôm nàng về dinh. Tiếng nói của gã như hét lên. Họa sĩ vũ thượng như bừng tỉnh cất tiếng lạnh lùng. Quản gia tiễn khách, tôi muốn nghỉ ngơi. Gã buôn đồ cổ sượng sùng, tiếc rẻ đứng lên. Trước khi rời bước đôi bàn tay ngắn tún chuối mắn của gã còn mân mê vuốt ve kia ấm thêm một lần nữa. Bước chân ra tới cổng rồi gã vẫn còn ngoái cổ nhìn vào tiền sảnh. Đêm chìm sâu trong yên tĩnh. Ngoài hiên vẫn lắc thắc giọt mưa xuân. Họa sĩ thao thức mãi không thể nào ngủ được có gì đó bồi hồi thấp thỏm cứ dâng lên trong lòng ông như thủy triều cồn cào trong ngày bão. Vũ Thượng tiến lại bộ chàng kỳ và ngồi xuống. Chẳng muốn làm phiền người quản gia giả nua đã gắn bó với gia đình họa sĩ từ mấy đời trước. Ông lặng lẽ nhặt vài mảnh trầm bỏ vào lư hương. Hương trầm bén lửa tỏa hương ngan ngát. Căn phòng thờ vốn tính mịch giờ chập chờn trong ánh lửa và hương thơm. Đôi hồng lạp to như bắp tay cũng được thắp lên căn phòng tràn hòa ánh sáng nến chợt tiếng ho khẽ từ sau lưng khiến họa sĩ giật mình cậu muốn gì ạ à? họa sĩ định thần nhận ra tiếng nói của quản gia ái ngại nhìn người hầu già họa sĩ xua tay không có gì mặc tà lão cứ đi nghỉ đi kẻo trời lạnh lại ốm người quản gia già ngần ngừ một chút rồi lặng lẽ lui vào phòng sau đi nghỉ nhẹ nhàng họa sĩ lấy chiếc thau đồng thường để bao sái đồ thở, mở chum rượu vỏ di lâu năm. Khí rượu thơm tràn ngập cả căn phòng làm họa sĩ lâng lâng. Vỏ di tiểu nổi tiếng của miền Sơn Nam Hạ được một nữ văn sĩ tận tay trưng cất và gửi biếu. Họa sĩ nâng niu thường làm đồ phù tiểu kính cáo tiên linh giờ được dùng gáo ngà múc ra từ cái chum bịt vải đỏ. Đưa tay đỡ lấy chiếc ấm con rùa bằng đồng, họa sĩ nhẹ nhàng tưới rượu lên thân ấm cọ rửa như ma nhập họa sĩ buột miệng qua bao tao loạn nàng đã về với ta rồi ư nàng yên tâm ta sẽ yêu thương nàng và nâng niu như bảo bối lời khấn nguyện vừa dứt chiếc ấm chợt hồng rực lên như có hào quang tỏa sáng họa sĩ kinh hãi và mừng rỡ liền lấy nước sôi rội vào lòng ấm để tráng đi hơi rượu một mùi hương trà ngào ngạt từ trong ấm tỏa ra đưa tay với lọ trà long tỉnh một thứ trà quý tận chiết giang người ta thường dùng nước suối bản địa mà pha nhưng họa sĩ vũ thượng là một kẻ sành trà thì lại dùng những hạt xương trên lá sen kỳ công hàng tuần liền khi mùa sen nở nơi đồng nội mà hứng lấy trà long tỉnh không ưa nước sôi già mà chỉ sôi lăn tan là có thể pha mới nhuận hương thứ trà một lá Duy nhất trên cây chỉ một búp nhỏ này khi nhấp trên môi tinh thần cực nhẹ nhõm như thức tỉnh lục giác, sảng khoái đến vô cùng. Vũ thượng yêu trà Long Tỉnh vì nó có thể dẫn người ta vào cõi mơ. Sau biên thức của sảng khoái thì có thể đưa con người vào giấc mơ ngạt ngào, đồi núi và bát ngát xanh như một giấc viễn du thần tiên. Búp trà Long Tỉnh thả vào ấm. Nước trong hỏa lò than cũng reo vui. Chiếc ấm đồng sôi lên sùng sục hương trà thanh khiết tới dị thường họa sĩ nhấp chén hương thơm trên mồi chợt trong làn khói thơm mờ ảo của hương trà xuất hiện một người con gái đẹp y phục như quận chúa thuở xưa nhẹ nhàng nở nụ cười tiến về phía mình chàng ơi đã bao năm nay chàng có an mạnh không có còn thương nhớ thiếp hay không chàng có nhớ bài thơ chàng làm được khắc vào đáy ấm lúc thiếp lên kiệu hoa vâng lệnh cha gà về miền biên viễn phía Bắc để giữ yên bờ cõi hay không? Chàng còn nhớ bài thơ đẫm lệ đó hay không? Họa sĩ ngơ ngác như đi trong sương mù, tiếng đọc thơ trong như ngọc cất lên. Vạn lý xa xôi vạn lý tình, đảo hoa ôm mộng cõi ba sinh, ta thương hương lửa chưa nồng đượm, muôn kiếp phu thê một bóng hình nước mắt của nàng trong tựa ngọc tuôn rơi trên gò má thắm. Vũ thượng thấy lòng mình đau như cắt, cảm giác hàng ngàn mũi kim châm và tim tê buốt nhức nhối đến khôn cùng. Người con gái đẹp bất giác tiến về phía họa sĩ, như có một ma lực nào xui khiến vũ thượng liền ôm lấy người đẹp. Nước mắt nàng làm nỗi đau trong tim của họa sĩ như dịu hẳn đi. Giọng oanh vàng đẫm lệ vẫn thỏ thẻ bên tai. Chàng ơi, thiếp là con gái tổng đốc miền sơn nam hạ còn chàng chính là một họa sư danh tiếng cha thiếp rất yêu chuộng đồ đồng tinh xảo nên đã mời chàng về vẽ mẫu cho những đồ vật trong dinh mỗi khi cần dùng người cũng rất thích được truyền thần lại chân dung của mình lên hàng tháng trời chàng được cha thiếp lưu lại để họa tiếng thỏ thẻ ngọt ngọt vẫn cất lên còn thiếp làm sao quên được vẻ anh tuấn của chàng quên sao được buổi ấy trong vườn hoa khi hải đường e ấp trong gió sớm chàng đã say đắm vẽ đôi chim uyên ương lên khăn lụa tặng thiếp chiếc khăn ấy giờ thiếp vẫn mang bên mình ai có ngờ đâu uyên ương nhỏ máu cầm chiếc khăn tặng thiếp biết mình đã thuộc về chàng muôn kiếp ngày cưới của chúng ta cũng chính là ngày thiếp nhận định mệnh oan khiên phải từ biệt chàng ra đi vĩnh viễn phu quân ơi đường biên cương lắt lẻo thân gái dặm trường. Xa xôi vạn lý thiếp sao đành lòng lỗi đạo phu thê cơ chứ. Hơn tháng trời rong ruổi, thiếp ôm chiếc ấm chàng tặng lúc ra đi chẳng phút nào rời. Chàng ôi! Sao chàng không đợi một ngày chúng ta đoàn tụ mà lại vội vã xông vào đội quân của triều đình mà bỏ mạng nơi chiến địa? Tin giữ từ quê nhà truyền tới làm sao thiếp có thể yên lòng làm phu nhân của tù trưởng miền biên viễn? rồi cũng chính đêm động phòng hoa trúc, thiếp đã uống rượu độc dao bôi mà rời xa nhân thế vĩnh viễn. Trong cõi luân hồi, thiếp chẳng đành lòng vẫn đi tìm chàng. Nhân duyên cho chúng ta gặp lại nhau đây. Từ nay chỉ xin chàng đừng rời xa thiếp nữa. Thiếp không muốn mất chàng thêm một lần nữa đâu họa sư của thiếp ơi. Người con gái đẹp nghẹn ngào khóc hòa lên làm vũ thượng xúc động thương cảm đưa tay ôm chặt nàng vào lòng một mùi hương ngào ngạt làm chàng xuống sang rực nóng toàn thân. Gió xuân mỗi lúc thêm lạnh, vũ thượng chợt giật mình khi tiếng gọi của quản gia. Cậu ơi! Cậu dậy vào chăn nằm đi. Cậu gọi tên ai mà thảng thốt vậy? Có nàng nào đâu? Cậu ngồi đây cả đêm hay sao? Vũ thượng choàng tỉnh, người nóng gian, mồ hôi vẫn ướt trên trán, Hương thơm vẫn còn phẳng phất trong không gian họa sĩ bàng hoàng vì mình vừa trải qua một giấc mơ. Có chút gì run rẩy thổn thức thật lạ dâng lên trong tim họa sĩ. Một câu hỏi mơ hồ chợt nhen lên trong hồn chàng. Không lẽ chàng họa sư của giấc mơ đêm qua chính là tiền thân của ta ư? Và ta họa sĩ Vũ Thượng chính là hậu kiếp nhân duyên của chàng họa sĩ chợt bàng hoàng nhận ra một điều là thiếu phụ xinh đẹp bán ấm nơi viền tỉnh rất giống người con gái trong giấc mơ đêm qua của mình. Ta phải làm sao bây giờ? Tự dưng họa sĩ thấy nhớ khuôn mặt và bàn tay búp măng đẹp óng sáng của người bán ấm hội xuân quá. Năm sau, hoa đào nở, nắng xuân tơ lụa bừng sáng miền sơn Nam Hạ. Dịch Covid đã bị đẩy lùi. Người ta nô nức đi chợ viền bán rủi cầu may hoa khoe sắc tươi hồng mời gọi người đi chợ xuân. Những ông đồ, cô đồ đang hối hả thảo nét bút tươi thắm cho người đến xin chữ đầu năm. Đại hồng trung chùa Đại Bi vẫn ngân nga thoát tục chứng giám lòng thành cho chúng sinh đi lễ. Mấy gian hàng đồ cổ tiếu tít người mua và xem hàng. Người đàn ông lịch lãm, sang trọng dắt tay một thiếu phụ xinh đẹp. Đại các tiến tới gian hàng đồ cổ, đó là họa sĩ vũ thượng và người vợ mới cưới nhận ra khách quen năm ngoái gã bán đồ cổ véo von mày quá lại gặp bác chiếc nậm tiêu tượng em bán cho bác vẫn đẹp chưa ạ à? họa sĩ mỉm cười cúi nhìn một vài món đồ cổ của gã rồi cầm lên gã bán hàng ngước mắt nhìn thiếu phụ đang nhoẻn cười cùng họa sĩ rồi buột miệng cô đây là tôi không nhầm chứ thốt ra được câu nói đó. Hắn im lặng, chăm chú nhìn người đàn bà. Họa sĩ mỉm cười, âu yếm cầm tay vợ. Đây là nhà tôi, chủ nhân của chiếc ấm đồng mà tôi mua năm ngoái. Thiếu phụ ngước đôi mắt nhung thăm thầm nở nụ cười đầm thắm với chồng. Gã bán đồ cổ ngỡ ngàng lầm bẩm thốt lên. Nhân duyên. Người vào chợ mỗi lúc một đông, Nắng xuân như ửng hồng trên gò má người thiếu phụ đang xoan. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh. Nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại